Sao mà Mama, bon dia. Bon dia, sí. Tudo bem, mama? Okay. Tá bom, mais uma vez, né? Azu mà bên tôi xin cô. Area on tinh bờ cái nó mà tới bố cụ phát anh thì mà tới mũi tôi lon gì? Hả tôi xin cô. Bờ cái nó mà tới kì. Tới được phát ra gì mà tới bố này mà tới kì. Tao bố. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Hôm trước thì là Khánh có cho em Ca Lột là chở một xe cát và 54 bao xi măng là đến bản. Thì là chú Si Cù cùng các bạn thanh niên bản là bắt đầu cho vào trong nhà. Thì là bây giờ là bán lại đầy vật liệu để tiếp tục công việc. Ba ba, con đi à? Con đi à? Tạm bông. Đây bố cứ ở đây nhé bố nhá. Thì Khánh lại tiếp tục là sắp xếp cho chú cùng với cả chú Si Cù với các bạn thanh niên là tiếp tục lên được bao nhiêu hàn thì cứ lên thôi. Còn đâu là Khánh hôm nay là sẽ ke lốt cái đường chân móng kia là để cho các ba ba với cả các bạn thanh niên tranh thủ lại đào tất cả các đường móng bên trong nữa. Vì hôm trước là Khánh mới ke tất cả các đường móng bên ngoài thôi. Nên rồi. Thì hôm nay là Huy Khánh là cũng xin đọc cái danh sách các mạnh thường quân là hỗ trợ xe cát và 54 bao xi. Thì là trong cái vật liệu của buổi hôm trước thì là em Ca Lụt mang xuống bản đi cùng xe Camel đấy. Thì là mạnh thường quân đầu tiên đó là bác Hà ở Nha Trang có gửi cho Huy Khánh 1 triệu để thêm tiền mua vật liệu với Khánh này. Và mạnh thường quân thứ hai là cô Nguyễn Thị Hà ở thị trấn Trần Phú, Văn Chấn, Yên Bái có gửi cho Huy Khánh là 2 triệu. Cũng là thêm tiền với Huy Khánh để mua vật liệu hỗ trợ cho bà con. Và mạnh thường quân thứ ba là em Hiền ở Phú Thọ có gửi cho Huy Khánh là 2 triệu rưỡi. Thì em bảo với Huy Khánh là 2 triệu để anh mua vật liệu hỗ trợ cho bà con. Còn đâu là 500 thì là để mua thức ăn cho bà con. Thì cái 500 đấy thì Khánh tính sau. Và em lại tiếp tục lại gửi thêm cho Huy Khánh là 2 triệu đồng nữa. Thì tổng của em Hiền ở Phú Thọ là 4 triệu đồng. Và tiếp tục mạnh thường quân thứ tư đó là bà Trần Thị Tâm, 87 tuổi, ở tổ 3, ở tổ 13, nô 9, mở rộng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, có gửi cho Huy Khánh là 4 triệu. Bà bảo là thêm tiền với con để mua vật liệu hỗ trợ cho bà con. Thì là tổng số tiền của bác Hà và cô Hà và em Hiền ở Phú Thọ thì là tổng số tiền là 7 triệu này, 11 triệu. Và Khánh trích cái khoản tiền của cô Cẩm ở Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai là trích trong cái khoản 32 triệu mà cô gửi cho Huy Khánh để làm các nền nhà đấy. Thì Khánh trích ra là 3 triệu đồng trong cái khoản tiền 32 triệu của cô Cẩm nên là để mua cho đủ là 5 triệu xe cát này và 9 triệu tiền xi măng. Giai đoạn hiện tại thì là tất cả các vật liệu ở bên Angola là thị trường giá cả, tất cả các đồ dùng, dụng cụ là đều lên giá hết. Thì là 1 triệu bây giờ là cả cộng cả tiền thuê xe và trở đến bản là tổng ngày xưa, cách đây 1 tháng thì là Khánh mua xi ấy, thì là 1 triệu được 7 bao. Nhưng bây giờ là cộng cả tiền thuê xe vào thì là 1 triệu chỉ mua được có 6 bao xi thôi. Thì là 9 triệu là mua được 54 bao xi, cộng với 5 triệu tiền xe cát nữa thì là 10, tổng là 14 triệu trong cái khoản các mạnh thường quân Khánh vừa thông báo trên video đến ngày hôm nay đến thời điểm hiện tại ạ. Và tiếp tục là Khánh cũng nhận thêm được của mạnh thường quân ở bên ngoài cái vật liệu của bà con. Thì là của anh Nguyễn Văn Giang ở Hà Giang có gửi cho Huy Khánh là 1 triệu. Thì anh bảo là 500 thì là em mua đồ ăn cho bà con và 500 là mua hạt giống để phục vụ nông nghiệp hỗ trợ cho bà con. Thì là trong cái khoản 1 triệu của anh Nguyễn Văn Giang. Và tiếp tục là một bác giấu tên ở Nha Trang có gửi cho Huy Khánh là 500. Thì là bác bảo Huy Khánh là
con đi mua cái lồi đun nước cho bà con để múc nước bể, nước sạch rồi nhưng vẫn phải đun nước lên để nấu cho bà con. Ba ba tôi xin cùng Aki Batrosido Azuda Aki Feve Agua. Ok, Feve Agua Tang Ki Buli tu ha. Si Koga Mete Agua Tang Ki Mete Feve Kenti De Bude Sa Friu Tú lo de mañana, ¿no? Mete. Sí. Vos de 5 horas, mete. Después a te 7 horas, ¿ah? Fría. Después bebé. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Panela. Thì đây là khoản của bác Mạnh Thường Quân giấu tên để có gửi cho Y Khánh bảo mua cho bà con cái lồi. Thì là thay mặt bà con này cho cháu cảm ơn bác rất là nhiều. Và cũng thay mặt bà con dân bản thì là trong cái chuyến vật liệu đợt này là em Cao Lụt mang xuống bản đấy. Và bây giờ thì cũng đã tập kết đầy đủ và cũng đã xếp gọn vào trong nhà chú Si Cù rồi. Và xe cát này cũng tập kết ở đây rồi. Thì là thay mặt tất cả bà con trong bản thực sự là quá vui mừng và hạnh phúc. Là cho Y Khánh là gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý Mạnh Thường Quân, các bác, cô, chú, anh chị trong và ngoài nước đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ, động viên bà con. Và cũng là động viên ủng hộ team Huy Khánh để Huy Khánh là có thêm động lực để hỗ trợ được bà con làm sao mà đẩy nhanh tiến độ công việc nhất. Thì là bây giờ thì Khánh sẽ tiếp tục công việc. Thì là quý vị khán giả cùng theo dõi video. Neno, Mao Zun, Martin. Bố có sắp xếp cho các bạn đấy nhá. Đẩy các đường làm sao thẳng vào bố. Thì bây giờ là Khánh, bạn Neno nè. Ở đây chỉ cần hai người thôi. Tất cả các đường móng từ đây thì bà con là cũng Khánh ke cho xong. Thì là các chú với cả các bạn thanh niên là cũng cuốc và đã tất cả vòng ngoài là ok rồi, cả cả móng nhà bên này nữa. Nên là mete phi tá lì buka mante luôn. Ok. Bên này thì cũng thế. Chú Si Cù với cả các bạn thanh niên là cũng cuốc. Đúng để đúng độ sâu là 42 cm. Thì là để Khánh xây được đủ hai hàng gạch lên. Còn cái góc này thì là nó bị thấp quá thì là phải tôn lên, tôn đầm lên. Thì lúc đào này thì là Khánh sẽ cho mọi người hất xung quanh ra đây và đầm chắc cái đoạn này lại. Về tôn lên tầm khoảng mấy phân. Còn đâu là các ba, các ma ma thì là đang vận chuyển gạch, tất cả các gạch để vận chuyển ở xung quanh móng. Là khi là ngày mai ngày kia mọi người có đào xong hết móng là Khánh bắt đầu cho mọi người là triển khai là xây móng. Là Khánh cứ làm dần thôi. Bởi vì nhân lực của bản này hôm nay khỏe mai ốm thì không tính trước được quá nhiều việc. Nên Khánh cứ tính dần thì là rất mong là quý vị khán giả là theo dõi video thì ủng hộ Huy Khánh. Bởi vì trong thời gian tới là Huy Khánh rất là bận. Cava aquí. Ah, aquí aumenta. Aumenta, ¿eh? ¿Entendés? Aquí aumenta. Aquí cava. Aquí. Aquí, ¿eh? Aquí. Anh đang hướng dẫn cho chú để biết đường đào móng. Xin mi đi đào aquí. Tá bom? Aquí aumenta. Ok? Dạ. Ừ. Tá bom? Aquí, ¿eh? Dentro. Tá bom? Yeah. Okay. Vai ali, ah, né, não?
Tôi đưa ra bao. Ok. Búc cặp bao. Bao rô đồ. Bán tiền luôn. Đi tạm bây nhá. Nó mùi tụi bay xù. Tạ bông. Thế là tu đủ bởi đi mẹ. Mẹ tê tu đủ mê à. Ok. Mẹ tê tu đủ phi tạm. Cao rồi. À kì. Tiêu con tụi là bay nhá. À kì tạm bay xả tiêu bởi đều. Tạ bông. À kia nó mua tụi bay số. Dạ. Là khánh ke xong cho mọi người rồi thì giờ là cho chú đấy mới cả. Em phải la view là đang cuốc. Còn bên này thì chú Abreu là cũng làm xong rồi. Đây nguyên một cái mảng này là khánh phải cho tưới nước mới cả, cho độn lên một tí. Còn đâu đằng này là cuốc xuống. Thì từ sáng giờ là cuốc xong được hết tất cả các đường trong này rồi. Thì bây giờ là sắp xếp là buổi sau là nói chung là mình làm móng như này là có rất nhiều việc làm, có thể đi xây, có thể là xây móng xong là lấp đất xong là Khánh lại làm thêm móng đây rồi mà tay tôi được cao đúng không? Đây Khánh lại tiếp tục là cũng như cái quý vị khán giả có bình luận ở dưới comment của quý Khánh là bảo là cái những tất cả những cái nhà bị phá đấy thì là mình sẽ tính sau. Thì là Khánh cũng tính như thế mà. Bởi vì làm sao mình làm hết tất cả những cái vị trí mà không phải phá trước xong là mình phá cuối cùng. Đây, ở chỗ này, ngôi nhà thứ ba này cách nhà Mama Gracian thì là Khánh sẽ làm một ngôi nhà ở chỗ này. Tiếp tục song song với cả cái thẳng em phải la view ra nữa là gần nhà cô Bao Là làm một cái gần gốc cây bao bắp nữa. Bây giờ làm nhà gần cái cây bao bắp này là các cành nó chìa ra như này là Khánh lại phải nói chuyện với chị chủ tịch xã là xem là như thế nào, là có khả năng là phải chặt nó đi không sợ nó chuẩn bị đến mùa mưa mà đúng cái nó rơi xuống nó nguy hiểm vì nhà cửa là nó sẽ sát ở dưới gốc cây. Nên quý vị khán giả có thể nhìn cây rất là to luôn, giờ rụng hết lá rồi. Những cái cây ở dưới suối kia thì nó còn một tí lá, cây này ở trên cao này rụng gần hết rồi. Ở bên này thì đã chặt cây bao bắp là mình không được phép chặt, là phải xin giấy phép. Nên là Khánh này lại phải nói chuyện chị đấy, để bảo chị đấy là xem có hỗ trợ để chặt không. Giờ mọi người đi cùng với Khánh là xem là chú với các bạn thanh niên là làm đến đâu rồi. Chia mỗi người một việc ra như này. Hôm nay Khánh đi làm nhưng người Khánh hơi mệt. Nhờ Khánh hôm nay là như kiểu là nó không có sức luôn. Hôm nay người kiểu gì ấy bộ. Hai hôm không ngủ. Hai hôm Khánh không ngủ luôn. Ngủ được tiếng, hai tiếng. Đơ người luôn. Đây chú với cả mọi người là cũng xây được nhiều. Thì cũng nhân tiện đây thì là Khánh cũng xin nói chuyện với quý vị khán giả một chút là cái trường hợp của em Phi Minu này là hôm trước là em Khánh có nói chuyện với em ấy là em vừa mới ra ngoài này chơi với chú xong là bọn là chơi ít ngày xong là lên trên thủ đô Luanda là tìm việc. Đấy, có con chuột. Thì là có Mạnh Thường Quân nhắn tin cho Huy Khánh thì bảo là mỗi tháng là sẽ hỗ trợ cho em Phi Minu 1 triệu. Thì là để Huy Khánh là nói chuyện với em Phi Minu là bảo em đấy ở lại đây làm giúp bà con. Phi Minu você tá bem sa agora sim você saiu há muito longe já vi aqui bacia com tia bao là entendeu? Agora, eu também não quero você perder.
você tá ajuda só comida. Eu não quero você perder dinheiro, sanado. Eu também sou assim. Eu com patrocinador ajuda você salário. Mas, entendeu? Você fica aqui, ajuda a comunidade. Tá saindo. Você pensa, depois eu mandei, porque aqui tá falta homem. Ok? Aqui tá brecha homem. Você pensa, depois começa a matar. Tá bom? Thì Khánh nói chuyện với em đấy, thì em bảo là để em nghĩ xem như thế nào. Nói chung là có thêm bạn phải là bạn Phimi đồ này thì là mình đỡ mệt bao nhiêu bố nhỉ? Với cả ở đây thì nói chung là có thêm thanh niên này, có kiểu như là có thêm đồng bọn đấy bố nhỉ? Khí thế. Khí thế hẳn này. Ôi người còn yếu lắm rồi đấy. Thức đêm nhiều quá. Đừng sốt rét là được. Thì là anh Mạnh Thường Quân này bảo là hỗ trợ cho em Feminu là 1 triệu một tháng. Thì là hỗ trợ từ bây giờ cho đến lúc xong nhà. Thì là Khánh bảo là bây giờ là cái đồng lương ở trên thủ đô Luanda là của một thợ phụ. Của một thợ phụ cả ăn uống vào là nó đã rơi vào tầm 4.500 rồi. Tầm 4.500 quan. Nó không như cái giá ở trong tỉnh. Hay như quý vị khán giả xem video có thể là ở trong tỉnh khác. Cái giá bao nhiêu Khánh không biết, nhưng ở ngoài thực tế, ở ngoài thủ đô là tất cả những anh em xây dựng của Huy Khánh là đang trả các bạn ở trong tỉnh ra là làm ngoài Luanda là giá như vậy. Còn những bạn có tay nghề, biết tay nghề thì sẽ ăn lương từ tầm khoảng 7.000, 8.000, có bạn 10.000, có bạn 15.000. Đấy là những cái bạn 15.000 là phải tay nghề là gần như Việt Nam rồi đấy. Tay nghề cao thủ luôn rồi đấy. Còn đâu là tất cả những cái bạn mà biết xây chát mà cũng là tương đối ngon mà không biết ốp nát thì cũng phải là 7-8 nghìn, mà nuôi ăn nữa thì có thể là nên đạt cả đến 10 nghìn nếu mà một khi là cần những cái người thợ như thế mà người ta còn biết bả sơn nữa, vì xây dựng ở bên này là sẽ nhận thập cẩm chứ nó không như là cái giá ở trong tỉnh mà bảo cả một tháng mà có 10 nghìn hay 15 nghìn 20 nghìn, thì ở đây thì là gần như là Khánh không thuê được những người như thế. Ở gần thủ đô đây thì người ta chỉ cần lên thủ đô thôi là người ta đã có cái giá nó rất là khác biệt rồi. Thì là bạn Feminu này thì để bạn ấy suy nghĩ xem như thế nào. Thì là Khánh sẽ nói chuyện với quý vị khán giả sau và nói chuyện với cái anh Mạnh Thường Quân sau. Bởi vì rất là vui có anh hỗ trợ cho Huy Khánh, thì là hỗ trợ cho bà con là bản sẽ có thêm nhân lực. Còn hy vọng rằng là tiện lát nữa thì Khánh cũng sẽ nói chuyện với cô Bao Là để xem là cũng là tác động để cho cô đấy bảo là để cho cháu ở đây. Bởi gì thì này. Bản thân Khánh với chú cũng ở đây giúp bản này, bản đang thiếu thanh niên, làm sao mình cũng cứ nói chuyện để cho gia đình nhà người ta cũng suy nghĩ một chút. Còn trong thời gian tới nếu mà Khánh công việc mà bận quá, nói chung là nhiều việc quá đấy, mà cảm giác mà thời tiết mà nó không thuận, hoặc là sức khỏe không đáp ứng, hoặc là cái thời gian mình bấm cái thời gian mà chuẩn bị đến mùa mưa rồi mà bà con không xong được gạch, mà móng thì là chắc chắn là Khánh sẽ khẳng định là sẽ xong, nhưng còn đâu là gạch thì có đóng đủ được hay không thì là cái đấy mình phải lên kế hoạch. Còn nếu mà Khánh cảm nghi ngờ mà không xong được là Khánh sẽ thuê thêm người. Bởi vì thời gian tới là Khánh cũng có một số chút việc. Phê xả bê nhá. Margo. Phê xả bê nhá. Ừ. Nói chung là giờ bạn Jose Margo là xây tương đối đẹp rồi đấy bác nhỉ. Đúng không? Phải làm việc nữa. Chút xì cù nữa, nói chung là đi được đến ngôi nhà thứ 6 rồi, xây ngôi nhà 6 rồi. Móng nhà 7-8 thì cũng chuẩn bị rồi. Nói chung việc xây dựng thì là Khánh chỉ cần để ý một chút thôi, còn đâu là bà con là tương đối là cũng là cẩn thận lắm mà. Bởi vì mình cẩn thận thì chắc chắn là bà con sẽ cẩn thận, trừ khi là
mọi người quên một phút nào đấy, mọi người quên đi thì là mình phải chịu thôi. Mama mệt đây, Ado bầu ca giờ bao nhiêu tao mày nhá. Ừ. Bây giờ Khánh Giang xem là cái chỗ gạch ở đầu là như thế nào để tính cái móng của trường học ở đây. Mama, aqui já pode levantar? Já sei, cá? Pode tentar. Deixa aí. Ah. Oh. Ainda. Ainda, ainda. Isso, pode levantar, né? Só deitar assim, assim que fizeste. Hum? Levantar assim? É. Igual, né? Sim. Como assim? Depois mamãe levantar, hein? Thì bà con này, hai mama đang đẽo gạch đây. Xe rùa thì đã có 5 cái xe rùa thì hỏng 4 rồi mà chưa sắp xếp được rồi. Lại phải tranh thủ để hàn cho bà con các bạn. Vì chở gạch mới chở vữa mới chở xi này nó hại xe lắm. Thì là giờ là những cái tôn với những cái kia đấy là nó cứ gãy hết xong là nó mình lại phải chắp vá lại. Thì là để Khánh lại phải tính không không có xe rùa nào nó lâu. Mama. Mama. Mama vai cortar aqui mais rápido porque ainda seca. Aí. Sim. Ali já muito duro. Mama cortar aqui. Aqui mais rápido. A outra porque tá carregar isso. Hum? Então carregar, quero não se acabar isso, depois vai carregar. Ok. Sim. Mama vừa đầu còn có mấy viên này thì là để ấy nốt để mọi người để chuyển ra chỗ đất móng. Có cái vị trí này thì là Khánh sắp xếp cho mọi người bỏ hết đi thì là mình làm cho các mama cái móng ở đây. Còn nó cũng như là anh chủ phó chủ tịch anh bảo ấy, là bây giờ cái trường học xây sau cùng thì là sau này là cũng sẽ nói chuyện với bên chủ tịch với cả bên quận là xem là đến giai đoạn cuối thì là nếu mà bên quận bên xã mà thêm tiền với Khánh thì là Khánh sẽ hỗ trợ là xây bằng gạch đất cho thì cũng bà con ở đây xây thì là bên lãnh chính quyền người ta sẽ thêm tiền cho mình, nhưng đấy là trong câu chuyện là như vậy. Còn đâu là nếu mà sau này mà người ta vẫn không có kinh phí thì là Khánh vẫn làm cho người ta một hai cái lớp học ở đây để cho bà con ở trong bản trong ngôi làng Việt Nam là có lớp học để học cho đàng hoàng. Thì bây giờ là Khánh ra Khánh giúp chú với các bạn thanh niên một chút để cho nó hết vữa. Ôi mà hết vữa rồi còn gì nữa. Bơi. Hết vữa rồi. Đang định bỏ được ra giúp bố mới. Các bạn một tí hết vữa rồi. Đây gái. Ô, đây đi. Còn ấy này. Aki. Vữa rơi. Mama. Vai lim bà tu đủ mát xa cả yêu quá. Để xem mấy giờ. Ui giời, 12 giờ chấm 10 rồi. Hết bữa này. Ui giời. Đây còn số bữa này, cho nó hết bữa đi, cho nó đây, nghỉ đi. Đây cho nó vào đường này đi bố. Đây giải vào đường này, đẹp quá. Đây ra một tí cô đây, rút ra. Đây ra 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 pha cả, pha cả. Đây cho hết bữa vào đây. Các mama đã vừa chuyển gạch ở đây, vừa chuyển gạch ở kia. Là hôm nay là các mama không đóng gạch. Bởi vì cái chỗ những chỗ kia nó đầy nên là mình phải vận chuyển đi. Nói là thời gian là còn 3 tháng thôi nhưng sẽ phải trừ đi những cái hôm không đóng gạch đúng không vậy không? Còn gì đấy? Có phải hôm nào cũng đóng gạch đâu. Phải giải hết vữa ra bơi, giải gạch lên là xong. Bình thường ra là hôm nay Khánh mệt là Khánh cũng muốn nghỉ ngơi một hôm lắm nhưng mình nghỉ thì không có người làm, không nghỉ được.
Bây giờ mấy à, mấy à, rồi ok, hết vỡ chưa? Thôi đổ vỡ vít là xong ấy. Tôi cho các bạn đi vít để con xem một chỗ nào đâu chít nốt. Tôi cho nốt vỡ đấy bố, chỗ số con còn á, giải nốt đấy. Kể cả chưa chít xong thì cũng được thôi, không vấn đề gì đâu. Vừa hết vữa vừa đi à. Thôi còn đâu rồi, cho mọi người vét cái vữa kia xong là cho mọi người chít cái mạch vào. Vừa vãi chít mạch vào là xong. Rồi lấy bút cho mọi người ấy đi. Ở đây hình vãi nốt chỗ này là xong rồi. Tá bom, baba ma lim bảo tôi được massage cái yêu á. Nơi đẹp này nên được nhiều phết rồi đấy. Ba hàng này lên trên cao này. Được rồi. Sơ sơ. À các bạn massage à? Lim bảo tôi được massage cái yêu. Đấy, quý vị khán giả nhìn đây. Tưởng có mọi người làm quá đẹp không ạ? Quý vị khán giả cổ vũ bà con nhá. Thôi cố gắng mỗi ngày thôi. Khánh với chú thì cũng có những cái hôm rất là mệt, nó muốn nghỉ ngơi ở nhà, nhưng thực tế là bản làng ít người quá, nhà ở xa nên vẫn cứ phải xuống bản thôi, không làm nào được. Nên là cứ cố gắng mỗi ngày thôi. Còn đâu quý vị khán giả xem video thì cứ hoan hỉ ủng hộ Huy Khánh cùng tất cả bà con. Thì quý vị khán giả ngày hôm nay thì thấy video clip thì Huy Khánh cùng với các bạn thanh niên thì kè móng xong lại cuốc móng ở đầu đằng kia. Còn đâu là chú với các bạn thanh niên thì là xây nhà bên này, nhà thứ 6. Còn đâu tất cả các mama thì người đẽo gạch, thì người vận chuyển gạch ra móng, người vận chuyển gạch ra đây. Còn hôm nay thì cũng không có ai làm ở dưới lưng dãy cả, và cũng không đóng gạch. Thì là quý vị khán giả thấy video clip này hay và ý nghĩa thì cho Huy Khánh một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh Huy Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Khánh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng rằng là tất cả sự cố gắng mỗi ngày thì là nhận được sự quan tâm yêu thương của tất cả mọi người. Còn bây giờ thì là Khánh cùng tất cả bà con xin chào mọi người nhá. Con đi đây đi. Yeah. Xin chào khán giả. Yeah. Xin chào. Yeah. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhá. Yeah. Cố lên. Yeah.